Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thời gian gần đây, núp dưới danh nghĩa của những bản báo cáo nhân quyền hay phúc trình nhân quyền, thì một số tổ chức cá nhân đã ra sức xuyên tạc, bịa đặt về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Mặc dù thực tế đã chứng minh rằng Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ban hành và thực hiện tốt các chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Các tôn giáo đều được đối xử công bằng trước pháp luật, thì các đối tượng trên vẫn bất chấp để bịa đặt những điều ngược lại. Vì vậy mà chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ một lần nữa quay trở lại chủ đề này để nhận diện rõ những thủ đoạn xuyên tạc, đồng thời khẳng định những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Và vị khách mời sẽ đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Dũng Trí, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền Con Người. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Trước hết thì xin được kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Dũng Trí và quý khán giả hãy cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây. Cuối tháng 5 năm 2019, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ USCIRF lại một lần nữa bất chấp thực tế khách quan, tiếp tục đưa những thông tin và nhận định xuyên tạc cũ rích và hoàn toàn sai lệch về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. Trong báo cáo thường niên năm 2019 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ công bố mới đây, có đưa ra nhận định rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực và tình trạng chung của các nhóm tôn giáo ở Việt Nam đã xấu đi trong năm 2018. Những đánh giá tiêu cực này của USCIRF không làm mấy ai ngạc nhiên, bởi đó là những luận điệu cũ rích, hoàn toàn phiến diện, sai lệch về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam mà họ luôn đưa ra trong các báo cáo thường niên nhiều năm qua. Có chăng cũng để ra vẻ khách quan, trong báo cáo năm 2019 này, USCIRF còn ra vẻ ghi nhận những điều mà họ cho là thành tựu và tiến triển trong công tác bảo đảm và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Song, bao trùm trong đó vẫn là những thông tin hoàn toàn sai lệch và xuyên tạc về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Những năm qua, trong số các tổ chức tự nhận hoạt động vì nhân quyền trên phạm vi quốc tế, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, HRVK, nổi lên như một địa chỉ thường xuyên cho ra đời nhiều luận điệu bịa đặt, vu khống về nhân quyền. Và đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn triệt để tận dụng loại luận điệu này phục vụ âm mưu chống phá. Từ đầu năm 2019 đến nay, các luận điệu vu cáo, vu khống Việt Nam của HRVK đã gia tăng theo xu hướng ngày càng tùy tiện. Có thể dẫn lại một số thí dụ như, trong cái gọi là báo cáo nhân quyền toàn cầu năm 2019, công bố ngày 17 tháng 1 năm 2019, HRVK đưa ra một số đánh giá mà thực chất là đổi trắng thay đen về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, nhằm mục đích vu cáo, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Ngày 1 tháng 2 năm 2019, HRVK lại tiếp tục ra thông cáo chỉ trích Việt Nam, đệ trình một hình ảnh rất sai thực tế về hồ sơ nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 22 tháng 1 năm 2019. Rất nhanh chóng, các tổ chức, cơ quan truyền thông thù địch thiếu thiện chí, triệt để khai thác, lợi dụng luận điệu của HRVK nhằm vu cáo Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Dũng Trí, vì sao mà Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ lại liên tục lặp đi lặp lại những cái luận điệu xuyên tạc về tình hình tôn giáo cũng như là tự do tín ngưỡng ở Việt Nam như vậy? Chúng ta được biết, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ là một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các hoạt động này diễn ra định kỳ hàng năm với những báo cáo sai trái về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhân danh cái gọi là báo cáo toàn cầu về nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng. Báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vẫn lặp lại các luận điệu xuyên tạc như mọi năm, cho thấy cách nhìn định kiến của cơ quan này về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Vâng, vậy thì dựa vào đâu cũng như là họ lấy chất liệu từ đâu để có thể phục vụ cho cái bản báo cáo này? Thông tin từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ có được phần lớn lấy từ các cá nhân vi phạm pháp luật, các cái tổ chức, rồi các quốc gia chống phá Việt Nam từ những cách nhìn định kiến thiên lệch đối với chế độ xã hội Việt Nam. Và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ luôn mặc định rằng trong chủ nghĩa xã hội thì không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Vậy thì bên cạnh Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thì tổ chức theo dõi nhân quyền
Human Rights Watch thì sao ạ? Đây là một tổ chức như thế nào? Cũng như là mức độ tín nhiệm của tổ chức này ra sao, thưa phó giáo sư? Đây trước hết là một cái tổ chức phi chính phủ quốc tế và nó có trụ sở tại Hoa Kỳ. Hoạt động của tổ chức này luôn gắn với các chiến lược gây rối loạn tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng như là hiện nay. Hàng năm Human Rights Watch nhận hàng chục triệu đô la từ các tổ chức rồi các cá nhân nhằm mục tiêu là theo dõi nhân quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng như là ở các cái nước mà không theo cái sự chỉ huy của Mỹ và phương Tây. Những vấn đề về nhân quyền nói chung, tự do tôn giáo nói riêng mà Human Rights Watch đưa ra thường dựa trên các thông tin của các quốc gia, các cá nhân hoặc các cái tổ chức thiếu thiện chí luôn định kiến với Việt Nam, không muốn thấy một Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển. Và lợi dụng cái việc trao cái quy chế tư vấn tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc ECOSOC thì Human Rights Watch luôn xung kích trong cái việc mà bới móc những vấn đề nhân quyền ở các quốc gia, và điều này nhiều khi là vi phạm cái chủ quyền các quốc gia, do đó thường bị nhiều nước phản đối. Vâng, và ở trong clip đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập đến một cái chiêu thức được sử dụng để nhằm xuyên tạc về nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam, đó là núp dưới các bản báo cáo hay là bản phúc trình. Vậy thì bên cạnh những chiêu thức này thì các cá nhân và tổ chức trên thì còn sử dụng những chiêu thức nào khác nữa không? Chúng ta luôn thấy bên cạnh các cái báo cáo rồi các cái phúc trình về nhân quyền thì các tổ chức và cá nhân nói trên thường đưa ra những thông tin xuyên tạc trong những cái dự thảo về luật về nhân quyền, rồi đưa ra cái yêu sách trong các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương và đa phương với Việt Nam, rồi trong các cuộc đối thoại nhân quyền, rồi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các mạng xã hội để nhằm vào các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, rồi đồng bào trong các tôn giáo ở Việt Nam, và không có gì khác là nhằm hạ thấp cái thực tiễn về bảo đảm nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo ở Việt Nam, và do đó nhằm mục tiêu là xóa bỏ cái chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, bất chấp những xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo như trên về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền Việt Nam từ một số tổ chức tự xưng là hoạt động vì quyền con người, thì mới đây tại Thụy Sĩ, trong khuôn khổ khóa họp 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã diễn ra phiên họp thông qua báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, gọi tắt là UPR chu kỳ 3. Tại đây thì đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã hoan nghênh nỗ lực bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Báo cáo của Việt Nam đã được thông qua và đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho những nỗ lực đảm bảo nhân quyền của Việt Nam. Ngày 4 tháng 7 năm 2019 tại Geneva, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ khóa họp thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã diễn ra phiên họp thông qua báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, gọi tắt là UPR chu kỳ 3. Đây là cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong đó tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc rà soát chính sách, pháp luật, biện pháp và kết quả đạt được trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Tại phiên họp, đại diện Việt Nam đã thông báo với Hội đồng Nhân quyền việc Việt Nam chấp thuận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị mà các quốc gia đưa ra, đạt tỷ lệ gần 83%. Tại phiên họp, trưởng đoàn đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên cao nhất của Việt Nam là xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách pháp luật, như thể hiện ở nhiều hoạt động được cử tri cả nước và dư luận quốc tế quan tâm tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 14 vừa qua, cũng như việc ban hành một số nghị định, thông tư quan trọng liên quan đến quyền con người trong năm 2019. Đoàn Việt Nam cũng đã giải đáp việc không chấp thuận một số khuyến nghị do chưa phù hợp với chính sách, pháp luật và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoan nghênh nỗ lực bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Kết thúc phiên họp, Hội đồng Nhân quyền đã đồng thuận quyết định thông qua kết quả báo cáo UPR chu kỳ 3 của Việt Nam. Phiên họp đánh dấu sự kết thúc thành công giai đoạn rà soát, báo cáo của chu kỳ 3 về tình hình thực hiện các khuyến nghị được các nước đưa ra tại chu kỳ 2 năm 2014 liên quan đến việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Đặng Dũng Trí ạ, là một người có kinh nghiệm lâu năm nghiên cứu về lĩnh vực nhân quyền, thì theo ý kiến cá nhân của ông, tại sao họ luôn luôn tích cực lợi dụng cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam để đưa ra những luận điệu xuyên tạc như vậy? Nhưng chúng ta đã biết, từ rất sớm một số nước phương Tây
đã sử dụng nhân quyền nói chung, tự do tôn giáo nói riêng như là một công cụ trong đấu tranh giai cấp, trong đấu tranh ý thức hệ. Và ngày nay một số nước còn sử dụng nhân quyền nhằm can thiệp vào tình hình của những nước không đi theo quỹ đạo của họ, khiến cho nhân quyền trở nên hết sức phức tạp và khó nhận biết. Và ngày nay người ta vẫn tiếp tục hy vọng sử dụng cái công cụ này trong các hoạt động để mà thay đổi chế độ chính trị của nhiều quốc gia. Nhân quyền là bản chất, về bản chất thuộc về lĩnh vực đạo đức. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế hiện nay thì có thể nói nó luôn bị chính trị hóa. Do đó mà việc bảo đảm trên thực tế các quyền con người đã được thừa nhận luôn không dễ dàng. Trong hơn 30 năm đổi mới thì Việt Nam chúng ta đã đạt được những cái thành tựu rất là ấn tượng. Trước hết là việc xây dựng nhà nước pháp quyền, rồi phát huy cái sự tham gia của người dân trong mọi hoạt động của xã hội. Rồi chúng ta giải quyết được những vấn đề lớn như là bảo đảm an sinh xã hội cho tất cả mọi người, rồi thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo các cái quyền cho cái nhóm yếu thế của xã hội. Rồi chúng ta cũng thực hiện được sớm các mục tiêu thiên niên kỷ, rồi đang triển khai rất là tích cực cái việc thực hiện cái chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Dũng Trì. Thưa quý khán giả và các đồng chí, rõ ràng là không thể phủ nhận được thực tế sống động về tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam. Điều mà bất cứ ai đến đất nước ta hay có cái nhìn khách quan đều có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Hàng năm thì ở Việt Nam có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo hoặc tín ngưỡng từ cấp quốc gia đến địa phương được diễn ra. Các tín đồ tôn giáo tự do thực hiện các nghi lễ tôn giáo, và vào tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã tiếp tục một lần nữa đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019. Sự thành công rất tốt đẹp của đại lễ với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu quốc tế là minh chứng cho thành tựu tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam, nơi mà mọi tôn giáo và công dân đều có đầy đủ quyền tự do theo hiến pháp và pháp luật. Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền con người, quyền cơ bản của công dân được hiến pháp quy định và luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều chính sách để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện. Và bao đời nay, trong truyền thống đại đoàn kết dân tộc luôn có sự đóng góp tích cực của tôn giáo. Trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật. Các tôn giáo ở Việt Nam luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia tích cực giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội như từ thiện, giáo dục, y tế. Tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam thì được quy định trong hiến pháp và luật tôn giáo tín ngưỡng. Điều đó nó tạo cơ hội thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo trên toàn nước Việt Nam nói chung, với sự xuất hiện của các tôn giáo thế giới và các tôn giáo mới, cũng như là các truyền thống tín ngưỡng mới. Và về phía Phật giáo đó thì cũng bằng chính sách tích cực này đó, thì trong 37 năm qua đó, từ lúc Phật giáo 38 năm qua, từ lúc Phật giáo đồng hành với dân tộc Việt Nam, theo thời điểm Giáo hội Việt Nam được thành lập đó, Phật giáo ngày càng được tăng trưởng. Khách quốc tế khi đến Việt Nam đều dễ dàng nhận thấy người dân theo tín ngưỡng tôn giáo sinh hoạt bình thường, và các lễ hội được tổ chức long trọng tại các cơ sở thờ tự có sự tham gia đông đảo của người dân. Điều đó được thể hiện rõ nét tại Đại lễ Vesak 2019 vừa được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Tam Trúc Hà Nam. Từ nhiều năm trước khi đến Việt Nam, tôi đã thấy rất nhiều nhà thờ, các chùa chiền và trung tâm văn hóa của các tôn giáo khác. Tại đây mọi người sống tôn trọng nhau, sống hòa hợp và làm việc với nhau. Và đây là điều mà tôi cảm thấy rất tốt khi chứng kiến ở đất nước của các bạn. Phật giáo cũng như các tôn giáo khác là nó đồng hành với dân tộc. Đây là cái truyền thống chung của Việt Nam. Nhưng mà cái quan trọng ấy là tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng là tôn giáo cũng vậy. Nó là những cái đoàn thể mà mang tính chất tâm linh. Còn với từng cá nhân ấy, đều là những công dân người Việt, thì bao trùm lên tất cả phải là pháp luật Việt Nam. Cái đấy là đương nhiên. Cho nên là tất cả những cái hoạt động này nó phải nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật.
Thưa quý khán giả và các đồng chí, Việt Nam luôn tôn trọng và nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân. Song không phải vì thế mà không phê phán những ai lợi dụng điều này để có những hành động vi phạm luật pháp, đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân. Bất kỳ ai nếu vi phạm pháp luật, dù với bất kỳ lý do hay chiêu bài gì, thì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Chương trình Nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.